tiến lên tiến xuống được đúng không? Đó. Thì cầu vi sai chống lật chống đổ, con này hai người ba người đều chạy được thoải mái luôn, và nình lét cả, trông như ô tô nhỉ, đèn sáng phết. À, có cả 3 tốc tốc độ cả. Con này phải tải được khoảng 2 tạ nhỉ.